Vâng, shop em lại gửi lời chào toàn thể các bác. Hôm nay một cái mẫu bộ bẫy gà rừng em lại giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo đi đánh nghĩa vụ tới này. Thì trên thị trường có rất nhiều cái mẫu bẫy gà rừng để các bác lựa chọn, nhưng các bác chọn làm sao một bộ chất lượng các bác có thể đánh đến vài năm cũng không thể hỏng được nhá. Đây cáp lụa xe 4 này các bác nhìn này, chất cực kỳ là tốt và đã được hàn, đã được khoan lỗ và xe cáp vào đây nhá. Đây là những cái bộ chân đồng này, các bác nhìn những cái sợi thanh đồng rất là to và chắc chắn. Thì với một cái mỗi một cái bộ giò gà này thì các bác một bộ này được 20 chân nhá. Và có một những sợi dù siêu bền đây các bác nhìn này. Với cái chất dù này thì ít cơ sở có những cái chất dù này lắm, bởi vì chất dù này là bên cơ sở em là hàng đặt nhá. Cực kỳ là tốt để gửi tới các bác cái vụ đi đánh gà rừng này. Đây là cái bộ giò bắp chuối, bộ giò đón đấy ạ, mà được các bác dùng phổ thông nhiều nhất. Cáp đồng này, cáp lụa xe 4 này, cực kỳ là chất lượng nhá. Thì rất nhiều mẫu bẫy gà rừng để cho các bác lựa chọn, nhưng các bác chọn làm sao một bộ thật chất lượng để đánh cho lấy được hiệu quả. Đấy, đây là bộ cao cấp nhé, còn bên em có cả chân thép, chân inox nha các bác nhé. Đúng, thực sự là đó là chất inox. Đây, các bác nhìn những cái bộ chất inox của bên em. Đấy, bao cho các bác là không bao giờ tuột được nhé. Các bác nhìn những cái đường xoắn của bên em khi buộc dây đây, cực kỳ là chắc chắn. Những cái bộ inox này thì đã được mạ màu vàng rất chi là bắt mắt, màu ngụy trang để các bác đi đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Cáp lụa này, cáp lụa con xe 4 nhá. Những cái sợi dù siêu bền thì đều một chất dù hết của bên em đặt. Chân rất là to. Đấy, giúp các bác đi đánh vài vụ cũng không bao giờ thấy hỏng được. Cực kỳ là chắc chắn nhá. Và tiếp theo là một cái bộ cao cấp nữa là cái bộ giò đa lăng. Với bộ giò đa lăng này thì các bác có thể đánh cuốc, đánh tất cả các con. Cáp thì cực kỳ là chuẩn, rất chi là mềm mại này. Chân đồng thì vượt trội to hẳn hẳn. Và những cái khoen này có bằng đồng hết nhé. Đấy, một cái bộ cao cấp mà em đã gửi cho các bác rất chi là nhiều. Giá thì rất chi là hợp lý. Các bác mà quan tâm thì alo trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Thì em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của bên em nhé. Và tiếp theo là những cái bộ túi đây. Túi bổi đây các bác nhìn này. Túi thì chất liệu đây, các bác nhìn này. Bên trong thì nó là một cái loại như là da đây này các bác, được may rất chi là chắc chắn và một đường khóa to. Thì đi cùng mỗi một cái túi này thì bên em sẽ tặng các bác một chiếc cọc ghim. Đấy, mỗi một chiếc túi sẽ được một chiếc cọc ghim nhé. Cọc ghim rất to và chắc như thế này, rất nhiều mẫu. Và túi vải đây, cái túi này thì đã hết hàng rất nhiều lần nhưng hôm nay thì đã có rồi. Các bác nào cần chọn bộ thì alo luôn tới bên em nhé. Bên em có cả loa đầy đủ tiếng để phục vụ các bác khi đánh gà rừng, đánh chim, đánh tất cả các loại con. Và nếu các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những sản phẩm của bên em. Các bác mà mua chọn bộ nhé, hai túi và giò, bên em sẽ bao ship các bác luôn từ tận tay các bác nhé. Chọn bộ, em có thể đút những cái túi vào trong này, đút giò vào đây và gửi cho các bác rất chỉ là tiện lợi. Vâng, thì cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em. Các bác quan tâm đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông. Mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái sản phẩm mới mà các bác đang tìm kiếm. Chào các bác.